Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 41 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lại nói, lúc Tả Thu Mi nhìn thấy Huống Thiên Minh liền lên tiếng. Lần đầu nhìn thấy cương thi, linh hồn của ngươi và chúng ta có chút bất đồng. Linh hồn bất đồng ư? Huống Thiên Minh sửng sốt, chuyện như vậy chưa bao giờ nghe nói qua. Tiền bối, xin hỏi ngài... Huống Thiên Minh muốn hỏi về thân phận Tả Thu Mi, mới nhìn vài lần mà đã có thể nói ra linh hồn của mình và người khác không giống nhau, cũng thật có chút khoác lác. Thiên Minh, vị này là Tả Thu Mi tiền bối, trước kia vốn là sinh mệnh thần vương, chuyên môn nghiên cứu về linh hồn. Hồng Quân giới thiệu. Sinh mệnh thần vương ư? Chuyên môn nghiên cứu linh hồn? Huống Thiên Minh nghe qua lời giới thiệu của Hồng Quân đã tin vài phần. Linh hồn của ngươi thoạt nhìn càng thêm hoàn mỹ, nhưng cũng chưa phải là hoàn toàn. Tả Thu Mi tinh tế nhìn chằm chằm Huống Thiên Minh như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật. Nghĩa là thế nào? Huống Thiên Minh cho tới bây giờ cũng chưa hề nghiên cứu qua về linh hồn, nên đúng là chưa thể hiểu rõ ý tứ của Tả Thu Mi. Hiện nhìn lại, linh hồn của ngươi giống như là bị người ta rút ra một bộ phận nào đó rồi đưa vào một thứ gì đó không giống như của chúng ta. Tả Thu Mi nói. Hồng Quân cũng rất ngạc nhiên. Liệu có phải liên quan tới việc cương thi bọn họ độ thần kiếp thất bại không? Thần kiếp ư? Ta chưa vượt qua nên không biết là cái dạng gì. Tả Thu Mi hồi đáp. Nhưng linh hồn của hắn kỳ thực coi như là không trọn vẹn, lại bị lấy đi bộ phận tựa như không thể thay thế kia. Thêm vào thứ đó thì cũng chỉ có thể cam đoan cho bọn họ được sống thôi. Huống Thiên Minh được Tả Thu Mi giảng giải qua vô cùng sửng sốt. Vậy không trọn vẹn, thiếu bộ phận thì đối với ta có ảnh hưởng gì? Tả Thu Mi cau mày một chút rồi nói. Trước mắt xem ra thiếu bộ phận kia đối với ngươi bây giờ đúng là không có ảnh hưởng gì lớn. Chẳng qua là cảm giác được, nếu như linh hồn của ngươi có thể đầy đủ thì ngươi hẳn là sẽ thêm hoàn mỹ. Càng thêm hoàn mỹ ư? Huống Thiên Minh ngây dại. Tu Vi đạt tới cảnh giới thần vương, rồi đạt tới biến thân lần thứ 5, thực lực so sánh với thần vương bình thường cao hơn mấy lần. Tất cả cái đó cũng đã làm cho Huống Thiên Minh tự nhận ra đã rất hoàn mỹ rồi. Không nghĩ được, Tả Thu Mi liếc nhìn một cái là có thể nhận ra linh hồn của hắn có chút khiếm khuyết. Đối với lời của Tả Thu Mi, Huống Thiên Minh bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng, được xưng là sinh mệnh thần vương. Chỉ cần có một tia chân linh tồn tại là có thể cứu sống. Đối với nghiên cứu về linh hồn, khẳng định là cực kỳ thấu triệt. Thu Mi nãy nãy, từ nghiên cứu của người có thể bổ toàn bộ phận kia được không? Hồng Quân thử hỏi. Nếu như thật sự theo lời của Tả Thu Mi thì Huống Thiên Minh có được linh hồn đầy đủ, làm cho thân thể càng thêm hoàn mỹ, như vậy không còn nghi ngờ gì, bọn họ có thêm một người mạnh hơn, gia tăng thực lực của phe mình. Ta cũng không biết, nhưng ta có thể thử một chút. Tả Thu Mi lẳng lặng nói. Ấy ấy, ta mới là đương sự, liệu các ngươi cũng nên hỏi qua ý kiến của ta đã chứ? Huống Thiên Minh buồn bực nói. Hồng Quân cười. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở nên càng thêm hoàn mỹ hơn sao? Muốn thì vẫn muốn, thế nhưng tiền bối... Huống Thiên Minh có chút lo lắng hỏi. Vậy có cái gì nguy hiểm hay không? Lo lắng của Huống Thiên Minh không phải thừa. Linh hồn không phải dễ dàng có thể động tay động chân vào. Hơn nữa, đối với thực lực của mình bây giờ, hắn đã rất hài lòng. Chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ thời gian tĩnh chỉ pháp tắc ở tầng không gian này, coi như là lợi hại hơn nhiều thần vương rồi. Đương nhiên trừ Lôi Vệ và tên Hồng Quân biến thái kia. Tất nhiên không có nguy hiểm, chỉ cần chân linh ngươi vẫn còn, ta cũng có thể cứu trị ngươi sống lại. Tả Thu Mi dám cam đoan nói. Vốn đam mê nghiên cứu linh hồn, bây giờ lại có một linh hồn biến dị bày ra trước mắt mà, thật không khác gì sức hấp dẫn của Hồng Mông Linh Bảo đối với thần vương vậy. Huống Thiên Minh do dự qua lại, rốt cục cũng hạ quyết tâm nói. Tốt lắm, chơi luôn. Ta nãy giờ nghe ngài giảng giải qua, bây giờ đem mạng này giao cho ngài luôn. Tả Thu Mi mỉm cười nói. Yên tâm, ta cũng không đem tính mạng của đồng bọn ra đùa giỡn đâu. Được rồi, Tiểu Sương, phía trước bên phải có một cái mỏ phi vân thạch. Lôi Vệ đột nhiên lên tiếng. Ở tầng không gian này, phi vân thạch mặc dù so ra kém hơn Lưu Vân Kim và Huyền Thiên Thạch, nhưng cũng không phải là kém lắm. Ít nhất cũng có thể luyện chế hạ phẩm thiên thần khí. Thần thức Hồng Quân vượt ra bên ngoài lĩnh vực tinh thần cũng đã phát hiện phi vân thạch. Tốt, dù sao cũng chỉ dùng để luyện chế cho quen tay, nên không cần phải có tài liệu chân quý. Hồng Quân quyết định
nếu muốn nhất tâm luyện khí thì phải giống như phụ thân, có thể gia tốc thời gian 2000 lần ở tân vũ trụ, toàn tâm toàn ý mà thí nghiệm. Chính mình bây giờ cũng có thể tạo ra một không gian gia tốc vạn lần, lại có kỹ thuật cửu phong liệt không của phụ thân, tuyệt đối không có lý do để thất bại. Vèo vèo, lôi vệ khống chế lĩnh vực tinh thần trong nháy mắt bao trùm lấy toàn bộ ngọn núi. Lĩnh vực tinh thần vừa lướt qua, nguyên vốn là sơn mạch núi non, vậy mà nơi này bỗng nhiên biến thành một mảnh đất bằng phẳng. Trong lĩnh vực tinh thần, trên một ngọn núi, phi vân thạch có thể dùng để luyện khí, mặc dù không có nhiều, nhưng mỏ lớn cũng có vài tấn, cũng đủ cho Hồng Quân luyện tập. Sư tổ, Thu Mi nãy nãy, Ngao Phương tiền bối, Lam Diệp tiền bối, ta bây giờ bắt đầu bế quan luyện khí. Hồng Quân nghiêm túc nói. Thiên Minh, ngươi cũng phải phối hợp tốt với Thu Mi nãy nãy, tranh thủ khôi phục linh hồn đầy đủ của ngươi. Yên tâm đi, nhưng ngươi cũng đừng có ở trong không gian của mình mà lời biếng đấy. Huống Thiên Minh cười cười. Luyện khí học chủ yếu chia làm mấy giai đoạn: luyện phôi, thối hỏa, khởi linh. Sa Hầu Viên tiền bối đã nói, luyện khí ba giai đoạn như vậy, nhưng khó khăn nhất vẫn là luyện phôi. Thứ nhất, phải có tài liệu tốt, còn người luyện khí phải có quan sát tốt để có thể phát hiện tạp chất bên trong tài liệu. Chưa có bất cứ tài liệu nào hoàn toàn tinh khiết, mà là một cao thủ luyện khí cũng không có khả năng đem tạp chất trong tài liệu hoàn toàn loại bỏ. Chúng ta chỉ có thể tận lực loại trừ tạp chất, làm cho tài liệu trở nên càng tinh khiết, nguyên chất hơn. Thứ hai, năng lực khống chế lửa. Nên nhớ, muốn luyện chế thiên thần khí, không phải cứ người nào sở hữu hư vô nghiệp hỏa là có thể làm được. Thậm chí có tài liệu chỉ cần gần sắc khắc sắc thần hỏa đã có thể tan chảy rồi. Như vậy, đối với tài liệu thuộc loại này, dùng tới hư vô nghiệp hỏa sợ rằng sẽ phải trực tiếp hóa thành hơi bay mất. Thứ ba, tài liệu phải phối hợp với nhau. Bất kỳ một luyện khí đại sư nào cũng biết dùng nhiều tài liệu để luyện chế vũ khí. Nhiều chủng loại tài liệu phối hợp tốt sẽ có thể luyện chế ra những vũ khí càng tốt. Giai đoạn 2, thối hỏa. Thối hỏa cần phải có hỏa tề cùng với hỏa hầu khống chế trong tay. Hoa Liên phân thân của cha còn có hàn mông lĩnh vực, vậy bước này là xong, không phải bàn. Tương lai chờ ngươi có thể luyện chế thiên thần khí thì cha sẽ cấp đủ cho ngươi nhất nguyên trọng thủy, kim nguyên trọng thủy, thậm chí cả hàn mông khí. Giai đoạn 3, khởi linh. Trong mắt ta mới là bước khó khăn nhất. Khởi linh đơn giản mà nói là gia trì trận pháp và vũ khí, làm cho vũ khí có những năng lực đặc thù và khống chế các loại năng lượng. Tóm lại, có thể nói bước khởi linh đúng là bước quyết định tới phẩm cấp của vũ khí. Phải nhớ, muốn luyện chế thiên thần khí, khởi linh bước này tối thiểu phải có trận pháp cấp 5. Tu vi trận pháp càng cao, hiệu quả khởi linh lại càng tốt, đồng dạng vũ khí phẩm cấp lại càng cao. Lời dạy của Tần Vũ văng vẳng bên tai. Thật ra, nhớ lại cha lúc đầu đối với ta rất tốt, truyền cho ta 900 quyển trận đạo, còn có kỹ thuật cửu phong liệt không, toàn là tại ta một ý riêng mà bỏ đi. Bây giờ liên lụy tới cả đại ca, phải tiến vào không gian này, cha mẹ nhất định rất lo lắng cho chúng ta. Trong trận pháp, Hồng Quân thì thào lẩm bẩm. Cha, mẹ, xin mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Dù mình không thể rời đi thì cũng phải đem đại ca đi ra ngoài. Hồng Quân cắn môi, âm thầm hạ quyết tâm. Phi vân thạch cũng không tệ lắm, đủ làm tài liệu để thí nghiệm rồi. Hồng Quân cầm lấy một khối phi vân thạch, thần thức trong nháy mắt đi vào, tự tin quan sát tạp chất ở bên trong. Quả nhiên rất giống với lời của Sa Hầu Viên tiền bối nói, cẩn thận quan sát đích xác là có thể phát hiện càng nhiều tạp chất hơn. Tài liệu phối xứng chưa có. Hồng Quân suy nghĩ lại, chính mình bây giờ cũng không có tài liệu gì để có thể phối xứng luyện chế với phi vân thạch. Thời gian trôi qua, Hồng Quân hoàn toàn đắm chìm trong việc luyện khí. Không đúng, không phải như vậy. Tả Thu Mi lặng lặng ngồi một chỗ suy tư. Cũng không phải như vậy. Thủ pháp người này thật cao, có thể bổ khuyết lỗ hổng của linh hồn mà lại vẫn có thể bảo trì tính mạng cho người ta. Không đúng, cái này là tính mạng của một chủng tộc. Vài năm trôi qua, Tả Thu Mi vẫn chưa có một điểm nào tiến triển. Thiên Minh, người lại đây để ta cẩn thận quan sát một chút nữa nào. Huống Thiên Minh thời gian này hoàn toàn bị coi là thí nghiệm phẩm của Tả Thu Mi, kêu làm gì thì làm cái đó. Tả Thu Mi cũng đã động tay động chân một chút lên linh hồn của Huống Thiên Minh. Đương nhiên, nàng làm như vậy đối với Huống Thiên Minh không có chút nào ảnh hưởng. Thậm chí, nàng không nói, Huống Thiên Minh cũng hoàn toàn không biết. Huống Thiên Minh sau khi được coi là thí nghiệm phẩm mới thật sự bội phục với nghiên cứu về linh hồn của Tả Thu Mi. Đối với việc khôi phục toàn bộ linh hồn để trở thành thân thể hoàn mỹ càng thêm tự tin. Có thể thay thế bộ phận linh hồn ư?
Tả Thu Mi giống như người hâm, đi tới đi lui, chau mày, nhất thời không nghĩ ra được chỗ mấu chốt, lẩm bẩm: "Trận pháp ngũ hành." Cùng lúc đó, bên trong không gian có thời gian gia tốc, trải qua vô số lần thí nghiệm, cuối cùng Hồng Quân đã luyện chế ra một cái khí phôi tương đối hoàn mỹ. Hoa Liên phân thân tu luyện cũng hết sức hoàn mỹ, chỉ còn bước sau là Khởi Linh. "Lại là thượng phẩm thần khí ư?" Hồng Quân có chút bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài: "Xem ra cho dù khí phôi có hoàn mỹ nữa, không có trận pháp cấp 5 thì không cách nào luyện ra thiên thần khí rồi." Trận pháp ngũ hành, đúng là Hồng Quân đã nghiên cứu ra trận pháp cấp 4, bên trong có ẩn chứa ngũ hành tương sinh tương khắc, dùng để khởi linh đúng là rất tốt, nhưng đáng tiếc vẫn không dùng lại được với ngũ hành trận pháp. Đáng tiếc, cho dù là dùng một cái tứ cấp trận pháp đỉnh phong, sau khi khởi linh cũng chỉ là thượng phẩm thần khí. "Xem ra hay là trước tiên ta cứ nghiên cứu trận pháp đã." Trải qua vô số lần thí nghiệm, Hồng Quân cuối cùng mới bất đắc dĩ tin rằng nếu muốn luyện chế vũ khí cấp thiên thần khí phải có trận pháp ngũ cấp trở lên. Hồng Quân cũng không tự mình đi lĩnh ngộ trận pháp mà để cho Hoa Liên phân thân làm hộ cái nhiệm vụ này, còn tự mình thì thí nghiệm các tài liệu luyện khí bất đồng, thậm chí là cả tài liệu luyện chế tiên khí cũng không ngừng phối xứng với nhau. Trong khi Hoa Liên phân thân lĩnh ngộ trận pháp, chính hắn thì đem tất cả kinh nghiệm chú mục vào công việc luyện chế khí phôi. Cũng trong lúc này, tại Hồng Mông không gian, một khối khí thể Hồng Mông linh bảo so với Hồng Mông linh khí còn đậm đặc hơn, bao quanh một mảng chân không. Trong đám khí lơ lửng ấy, Cổ Bàn ngồi ngay ngắn ở trung tâm, tâm thần đắm chìm vào đám khí. Bên cạnh đó không xa còn có một khối khí thể giống như vậy, ngồi trên đó đúng là Tần Vũ, thân vận hắc bào. Tầng vũ trụ không gian thứ 3 của Tần Thạch Thiên đã đến mức đại thành, không cần Tần Vũ phải quan tâm nữa. Thay vào đó, Tần Vũ lên cùng Cổ Bàn tập trung nghiên cứu loại khí thể mới này, do tử khí và Hồng Mông linh khí kết hợp mà thành. Hồng Mông và Lâm Mông hai người vẫn tiếp tục nghiên cứu vũ trụ sụp đổ của Cổ Bàn, nguyên vốn là 3 tầng không gian, nhưng chưa đầy 10 năm mà chỉ còn lại có 1 tầng. Một tầng này cơ hồ là được tạo thành từ sự dung hợp của 3 tầng vũ trụ kia. Địa tầng không giống, áp lực bất đồng, linh khí cũng bất đồng. Hơn nữa, tầng không gian này vẫn dường như là mờ âm mỉ, có dấu hiệu của sự sụp đổ. "Đại ca, không ngờ từ khi con của Tam Đệ độc lập bắt đầu tu luyện lại có thể xảy ra nhiều chuyện rắc rối mà cả Hồng Mông trưởng không giả như chúng ta cũng không biết. Vũ trụ của Tứ Đệ rốt cuộc khi nào sụp đổ mà cũng không biết, cũng không biết được nó sẽ thành cái hình dạng gì nữa." Lâm Mông cảm khái nói: "Mấy ngàn năm gần đây đã trải qua rất nhiều chuyện mà trưởng khống giả cũng không thể nắm bắt được." "Đúng vậy, tên của Tứ Đệ trên Hồng Mông Kim Bảng cũng dần dần không thể nhìn thấy được nữa rồi, cũng không biết vũ trụ của hắn khi nào thì sụp đổ, đối phán sẽ có ảnh hưởng đến thế nào đây?" Hồng Mông thở dài nói: "Điểm ấy đại ca cứ yên tâm, nói thế nào đi nữa thì Tứ Đệ cũng đã thành tựu huyền hoàng bất diệt thể, dĩ nhiên đối với hắn sẽ chẳng có ảnh hưởng gì nghiêm trọng cả." Thiên cơ thật khó lường được." Hồng Mông nói: "Nhị đệ, chúng ta xem ra thiên mệnh đã quy định thành tựu cao nhất của con người chính là thiên tôn, nói cách khác là ở dưới chúng ta một bậc, mà thiên cơ con người không thể đo lường được, nhìn trước mắt nhiều nhất cũng chỉ cùng một cấp như chúng ta. Điều đó có thể nhận định là có một loại người tồn tại, cho dù là số phận của chúng ta cũng đều nằm trong dự tính của bọn họ từ lâu rồi, thậm chí là hết thảy chúng ta đều chịu sự an bài của người đó." Thanh âm của Hồng Mông đầy vẻ buồn phiền: "Ta cũng muốn biết vấn đề này, nhưng nếu thực sự đúng như chúng ta tưởng tượng thì người nọ cũng thật đáng sợ." Lâm Mông không phải không nghĩ tới khả năng này, nếu thật sự có người này thì người đó có thể có thực lực như thế nào đây? "Không biết, hoặc hết thảy là do chúng ta tưởng tượng quá nhiều. Hồng Mông không gian là thiên hạ của chúng ta, hoặc là có tồn tại không gian người chết do người khác nắm quyền cai quản. Cả hai không gian song song, chúng ta không đi qua được, bọn họ cũng không thể đến được." "Vậy Tứ Đệ thì sao? Vì La Bàn nổ mạnh mà phóng ra từ không gian người chết rồi tới Hồng Mông không gian." Lâm Mông hiện đang nghĩ lại tình huống này vẫn còn là bí ẩn khó hiểu. La Bàn của Tứ Đệ nguyên bản giống như là đặc biệt để tu luyện Hồng Mông linh khí, sau khi đi tới không gian người chết kia hẳn là đã tu luyện tới bình cảnh, sau khi nổ mạnh mới có thể cảm ứng được Hồng Mông không gian. Hồng Mông nói: "Con trai của Tam Đệ cũng vậy, chuyên môn đặc thù là tu luyện tử khí, kết quả là đang ở Tu La Ma giới bộc phát hóa thành dòng chảy, đem rất nhiều người cùng cuốn vào đó. Ngay cả ba chúng ta chạy tới hiện trường dùng thời gian tĩnh chỉ cũng chỉ là ngăn cản được một chút mà thôi."
Chẳng lẽ chúng ta muốn đi vào được không gian kia thì phải tìm được một người chuyên tu luyện tử khí hay sao? Lâm Mông hỏi. Nhưng trong các vũ trụ của chúng ta cũng không có một người nào tu luyện cái loại tử khí này cả. Ta biết, sở dĩ vậy nên lúc này đành phải xem tam đệ và tứ đệ có tiến triển gì không. Có lẽ bọn họ có thể nghiên cứu ra bí ẩn của khí thể mới kia. Lúc đó chúng ta có thể đi tới không gian kia rồi. Thật sự rất đáng mong đợi. Từ khi ta ra đời chưa hề gặp qua sự trở ngại không thể giải quyết. Có thể có ngươi và tam đệ kinh nghiệm đầy mình như vậy đã tốt lắm rồi. Hồng Mông một hồi cảm khái. Ông từ khi ra đời đã là sinh mệnh duy nhất trong Hồng Mông không gian, là người thứ nhất để tên trên Hồng Mông kim bảng, là đệ nhất Hồng Mông trưởng khống giả, hoàn toàn chính xác là người đầu tiên trong Hồng Mông không gian. Đó là đại ca có phúc mà không biết đó thôi. Ta và tam đệ đều phải trải qua bao khổ nạn mà có được ngày hôm nay. Huynh coi làm sao ta có thể tưởng tượng được thành tựu như bây giờ. Ngẫm lại bây giờ thật thoải mái. Lâm Mông cười nói. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên Hồng Mông chau mày. Vũ trụ của tứ đệ lại có biến hóa rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Chư cổ hình như hoàn toàn đã biến mất. Vũ trụ của hắn lại đang từ từ bị hắn hấp thu vào cơ thể, hóa thành năng lượng. Lâm Mông kinh ngạc nói. Phải biết rằng hắn và cổ bàn có cùng tình huống tu luyện, không như tần vũ hình thành vũ trụ trong cơ thể, mà là khai mở không gian trong Hồng Mông không gian. Xoẹt, vũ trụ của cổ bàn vốn chỉ còn một tầng không gian lại bắt đầu sụp đổ, vô số khe không gian xuất hiện, tia chớp lòng ngoằng, hỏa thủy phong quay cuồng, tám đại bản nguyên lực hoàn toàn hỗn loạn, cả vũ trụ không ngừng sụt lún. Mỗi lần sụt lún một phần thì lại bị hấp thu vào thân thể của cổ bàn. Mặc dù thân thể cổ bàn đang ở trong vòng bao phủ của khối khí thể mới, thế nhưng không hề ảnh hưởng tới sự hấp thu vào cơ thể phần không gian vũ trụ bị sụt lún. Ngay cả khí thể Hồng Mông linh khí đó có năng lực ngăn cản cũng không thể ngăn cản được vũ trụ không gian của cổ bàn không ngừng sụt lún. Ông một trận chấn động, một vùng Hồng Mông không gian đang không ngừng chấn động lại hồi phục sự yên tĩnh. Đại ca, vũ trụ của tên tiểu tử nhà tam đệ kia đã đại thành, ta đi đón hắn tới nơi này. Lâm Mông nói. Hảo, đệ tứ vũ trụ quả nhiên vẫn là tần bông vũ trụ. Tần gia lại có tới hai thiên tài, không ngờ chưa tới một chiến kỷ mà chúng ta đã có tới hai đệ đệ. Hồng Mông nói tới hai đệ đệ, một đúng là cổ bàn, còn người kia là Tần Thạch Thiên. Hôm nay vũ trụ của Tần Thạch Thiên đã đại thành, trên Hồng Mông kim bảng chữ Tần đã thay thế chữ cổ, báo trước Tần Thạch Thiên đã hoàn toàn thay thế cổ bàn, trở thành vị Hồng Mông trưởng khống giả thứ tư. Một lát sau, Tần Thạch Thiên đã được Lâm Mông dẫn tới không gian Hồng Mông. Tần Thạch Thiên không giống với Tần Vũ lúc trước, sớm đã theo lời của Tần Vũ nói tới sự tồn tại của Hồng Mông trưởng khống giả. Nhìn thấy Hồng Mông, lập tức cung kính nói: "Bái kiến đại ca." "Hảo, hãy đứng lên đi. Thạch Thiên, không ngờ ngươi so với tam đệ còn khá hơn. Bốn tiểu vũ trụ đã bắt đầu hình thành rồi." Hồng Mông mỉm cười nói, bởi ông đã cảm nhận được bốn phía vũ trụ của Tần Thạch Thiên đã bắt đầu từ từ hình thành bốn tiểu vũ trụ. Có lẽ Tần Vũ đã sớm giảng qua để mấu chốt này với Tần Thạch Thiên từ trước rồi. Dạ, tất cả là nhờ vào Thái Thượng Tam Trưởng Lão đã tài bồi. Không có Thái Thượng Tam Trưởng Lão, cũng không có Tần Thạch Thiên như ngày hôm nay. Đúng vậy, Tần Thạch Thiên sau khi đạt tới cảnh giới hắc động của tinh thần biến công pháp, Tần Vũ đã bắt tay chỉ dạy cho hắn tu luyện. Làm thế nào để khai thiên lập địa trong cơ thể, làm thế nào để dùng huyền hoàng khi chi khí định ngũ hành, làm thế nào để thành tựu tầng vũ trụ thứ hai, thứ ba. Từng bước đều có sự hướng dẫn tỉ mỉ, bởi vậy mới có thành công của Tần Thạch Thiên như hôm nay. Nếu không, cứ dựa vào tư chất của Tần Thạch Thiên, khẳng định không tránh khỏi thất bại. Ơ, Thái Thượng Tam Trưởng Lão ở đâu rồi? Tần Thạch Thiên giờ mới phát hiện Tần Vũ nãy giờ chưa thấy xuất hiện. À, tam đệ đang tập trung nghiên cứu một loại tân vật chất chứ đi đâu nữa đâu. Lâm Mông cười nói. Tân vật chất ư? Tần Thạch Thiên vừa nghe tới nghiên cứu mới mẻ này, lập tức mắt sáng lên, sùng bái nói. Không hổ là Thái Thượng Tam Trưởng Lão, dù đã là Hồng Mông trưởng khống giả mà vẫn không ngừng tu luyện để đề thăng. Thạch Thiên, Hồng Mông nói, mặc dù ngươi là Hồng Mông trưởng khống giả thứ tư, nhưng đúng ra thì ngươi phải là thứ năm, vì trước ngươi vẫn còn một vị tứ ca nữa. Nguyên đã thành tựu vũ trụ sớm hơn và trở thành Hồng Mông trưởng khống giả thứ tư, nhưng do nhân duyên kém, vũ trụ hoàn toàn sụp đổ, đồng thời bị bài danh trên Hồng Mông kim bảng, nên ngươi mới có thể có tên ở hàng trên cùng của kim bảng. Hồng Mông giải thích cho Tần Thạch Thiên. Tần Thạch Thiên mỉm cười nói,
ngũ đệ hoàn toàn theo sự phân phó của đại ca. Đối với Tần Thạch Thiên mà nói, đứng hạng thứ mấy không quan trọng, hắn có thể có thành tựu như ngày hôm nay đích thực đã hài lòng rồi. Ồ, nhanh thật, vũ trụ của tứ đệ đã hoàn toàn sụp đổ, cũng đã được hắn hấp thu tất cả vào cơ thể. Có vẻ như bây giờ thực lực của tứ đệ cũng có chút tăng lên. Lâm Mông đột nhiên cảm giác được tình huống của cổ bàn, giật mình nói: ta cũng cảm giác được, có lẽ tứ đệ lần này có thể mang đến cho chúng ta một chút vui mừng chăng? Hồng Mông hưng phấn nói: Tần Thạch Thiên hoàn toàn không biết, cho nên hắn chỉ có thể nhìn hai luồng khí thể có thể sánh với Hồng Mông linh khí mỗi lúc một thêm đậm đặc, cũng nhìn thấy cổ bàn và Tần Vũ, nhưng tình hình của hai người như thế nào thì vẫn chưa biết. Cổ bàn không hề hay biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nguyên là vẫn đang tập trung nghiên cứu sự huyền ảo của tân khí thể, đột nhiên cảm giác được chỉ còn lại một tầng không gian lại bắt đầu sụp đổ. Sau khi không gian vũ trụ sụp đổ thì lại không ngừng cuồn cuộn dung hợp vào thân thể hắn. Cuối cùng toàn bộ huyền hoàng khí vốn có từ khi hình thành vũ trụ đã hoàn toàn dung hợp vào cơ thể, toàn bộ năng lượng của vũ trụ cũng dung hợp vào cơ thể cổ bàn. Cổ bàn trợn mắt hét lớn một tiếng, năng lượng sung mãn rồi vào cơ thể khiến cho hắn không nhịn được phải phát tiết một chút. Tay phải hé mở, vô số điểm vàng xuất hiện trong không trung chậm rãi lưu động, ngày càng nhiều điểm vàng xuất hiện hơn, từ từ ngưng tụ thành hình thành một cây thanh phủ. Cây phủ ban đầu vẫn có vẻ trong suốt, theo sự gia tăng của điểm vàng mà không ngừng ngưng tụ, cuối cùng đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình một thanh phủ màu vàng xuất hiện trong tay cổ bàn. Sao, hoàn toàn do huyền hoàng chi khí ngưng tụ mà thành binh khí sao? Tần Thạch Thiên hoàn toàn sửng sốt. Một thành huyền hoàng chi khí đã có thể làm một cho một kiện nhất lưu Hồng Mông linh bảo trở thành thiên tôn linh bảo siêu việt. Sáu thành huyền hoàng chi khí có thể thành tựu huyền hoàng bất diệt thể. Một thanh phủ lại hoàn toàn do huyền hoàng chi khí ngưng tụ mà thành ư? Tần Thạch Thiên không thể tưởng tượng được một thanh phủ như vậy có sẽ có bao nhiêu uy lực đây. Khai! Cổ bàn lại hét lớn một tiếng, cây phủ trong tay vạch một nhát một đoàn khí thể dày đặc cuồn cuộn xoáy vòng. Đoàn khí thể trong nháy mắt biến mất. Hồng Mông và Lâm Mông trong ánh mắt đã lộ ra thần sắc hưng phấn. Đại ca, huynh có nhìn rõ không? Phía sau vầng sáng kia đúng là một không gian. Lâm Mông hưng phấn kêu lên. Mới rồi khí thể dày đặc của cây phủ trong tay cổ bàn đã khai mở một vầng sáng, mặc dù không rộng lắm, nhưng Lâm Mông, Hồng Mông cùng với Tần Thạch Thiên đã nhìn thấy rõ ràng trong chớp mắt hiện ra một cái không gian không giống với vũ trụ khác, cũng không giống với không gian Hồng Mông. Cây phủ của cổ bàn lóe ra một quầng sáng, đem đến phấn khích cho mọi người. Cái kia, đó là không gian của người chết ư? Ánh mắt Hồng Mông lóe ra đầy vẻ hưng phấn và quả quyết nói: cái không gian chưa biết tên, đã lâu rồi không có cảm giác phấn khích như vậy. Lâm Mông cũng là trợn tròn hai mắt, bộ dáng mặt mày đầy vẻ hưng phấn. Vù vù, cổ bàn trong nháy mắt từ trong khối khí thể kia đi ra, cây phủ trong tay đã biến mất không còn. Tứ đệ! Lâm Mông cửa lớn đi tới. Xem ra có tiến triển rồi. Ngũ đệ ra mắt tứ ca. Tần Thạch Thiên vội vàng bước tới, cúi mình thi lễ với cổ bàn, khiến cho cổ bàn sửng sốt ngẩn người. Đây là tứ đệ, ta đã nói qua với ngươi, người đời sau của Tần gia, hôm nay vũ trụ đại thành đã trở thành vị tân trưởng khống giả thứ tư của Hồng Mông. Hồng Mông giới thiệu cho cổ bàn, đồng thời khi nói đến vị trưởng khống giả thứ tư của Hồng Mông thì cũng có chút ngại ngùng. Đại ca, huynh không cần quan tâm, ta không để ý đến đâu. Cổ bàn nghe ra ẩn ý trong lời nói của Hồng Mông, ha hả cười một tràng, nói tiếp. Ngũ đệ, không tệ, lại có thêm một cái vũ trụ của Tần gia. Người của Tần gia các ngươi đều biến thái mà. Cổ bàn cười đùa nói với Tần Thạch Thiên. Tần Thạch Thiên chỉ là cười cười ngượng ngùng, cũng không nói gì thêm. Tứ đệ, mới vừa rồi không gian ngươi tách mở ra, đó là không gian của người chết phải không? Hồng Mông mặc dù đã xác định, nhưng dù sao chưa từng gặp qua, còn chờ cổ bàn xác nhận. Đúng vậy đại ca, mới vừa rồi ta chẳng qua là muốn phát tiết một chút, toàn bộ huyền hoàng khí của vũ trụ đều hội tụ trên người ta, ta cảm giác được có chút căng căng, vì vậy mượn bốn thành huyền hoàng chi khí ngưng tụ lại thành cây phủ ấy, khiến cho năng lượng vũ trụ trong cơ thể không cách nào hấp thu trọn vẹn được, rốt cuộc phải theo một búa kia đi ra ngoài. Không ngờ vậy mà lại có thể bổ ra từ trong khối khí thể đó một cái khe hở không gian liên tiếp, đây cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn vậy. Cổ bàn hồi tưởng lại tình cảnh mới vừa rồi, nhìn mọi người nói. Quả nhiên là niềm vui mừng ngoài ý muốn mà. Lâm Mông thở dài nói. Tứ đệ, theo ý của ngươi, chúng ta có thể thông qua cái khe hở đó đi đến không gian kia được hay không? Không thể.
Cô Ban nghiêm túc trả lời, cái khe hở đó căn bản không cách nào thừa nhận đẳng cấp thân thể của chúng ta. Đừng nói chúng ta, e rằng là thần vương cũng rất khó thông qua. Bất kể nói như thế nào, chúng ta vừa tiến triển được một bước, chỉ là chúng ta biết chúng ta có thể thông qua lực lượng chính mình tách mở ra không gian của khí thể đặc thù kia. Nói cách khác, chúng ta hoàn toàn có thể mở ra cái thông đạo tới không gian kia. Còn lại chính là chúng ta phải cố gắng mở ra một cái thông đạo như vậy. Hồng Mông mắt lóe sáng nói, có lẽ đây chính là một cơ hội để thực lực của trưởng khống giả chúng ta tăng lên. Hồng Mông cũng không nói để tăng lên cảnh giới, bởi vì hắn căn bản không biết tối thiểu là Hồng Mông trưởng khống giả còn có cảnh giới cao hơn hay không. Tam đệ bên kia không biết có tiến triển gì không, thấy hắn đã một mình ngồi ở khối khí thể đó chừng trăm năm rồi. Ánh mắt Lâm Mông nhìn Tần Vũ phía bên kia, Hồng Mông khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Nhị đệ, tam đệ có thể ở trong vũ trụ của ngươi trưởng thành, tính tình của hắn ngươi còn không biết sao? Nếu như hắn lần này lĩnh ngộ không được cái gì, ta dám khẳng định hắn thà rằng lưu lại ở bên trong không chịu ra ngoài đâu. Điều này cũng đúng. Lâm Mông suy nghĩ một chút quá trình trưởng thành của Tần Vũ, ha ha cười to nói, phụ thân của tiểu quân vậy mà nắm trong tay vũ trụ, trước kia căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến, hôm nay ta cũng thành tựu được cái đẳng cấp này, quả thực giống như là một giấc mơ vậy. Cổ Bàn lắc đầu cười nói, tứ đệ, chỉ sợ thực lực của ngươi bây giờ nếu so với ta và đại ca còn mạnh hơn một chút đấy. Đừng quên, ngươi có một vũ trụ toàn bộ là huyền hoàng khí, mà năng lượng đó bị ngươi hấp thu hết vào người rồi. Lâm Mông nói, trong giọng nói ít nhiều mang theo chút ganh tị. Nhị ca, huynh đây có thể đã sai lầm rồi. Thực lực của ta bây giờ nhiều lắm cũng chỉ cùng các huynh ngang bằng. Thân thể của ta cũng chỉ có thể chịu đựng 6 thành huyền hoàng khí. Nếu không ta cũng không thể đến nỗi bị ép phải tạo ra một cây búa. Còn như lực lượng của vũ trụ không gian, đó thật ra chính là không ít Hồng Mông linh khí biến thành. Cổ Bàn nói không sai, nếu như muốn nói hắn mạnh cũng chỉ là mạnh dựa trên cây búa đó. Nhưng nếu tính ra thật sự, cây búa kia cũng hoàn toàn không hơn được Hồng Mông và Lâm Mông. Không biết tam đệ lúc nào mới có thể lĩnh ngộ, ta vẫn luôn có cảm giác khi tam đệ lĩnh ngộ ra chính là lúc chúng ta có thể tiến vào không gian người chết. Hồng Mông cuối cùng nói, tại vô danh không gian tầng thứ 9 trong lĩnh vực tinh thần. Sư tổ, nguyên liệu lần trước sử dụng hết rồi, gần đây có phát hiện được nguyên liệu gì có thể luyện khí hay không? Hồng Quân xuất quan cũng không mang theo ra vũ khí gì, mà vừa xuất quan đã lập tức hỏi lôi vệ nguyên liệu luyện khí. Tiểu tử ngươi, mặc dù ở bên trong dòng dã trăm vạn năm, đối với chúng ta ở ngoài này dù sao chỉ qua có trăm năm, đâu có thể tìm được nhiều nguyên liệu như vậy. Lôi vệ cười mắng, chẳng qua Hồng Quân quá chăm chỉ cùng kiên trì cũng quả thực khiến cho lôi vệ thầm khen ngợi. Ồ, sao rồi Thu Mi nãi nãi, linh hồn của thiên minh thế nào rồi? Hồng Quân vừa đi tới bên Tả Thu Mi vừa hỏi. Tả Thu Mi còn đang suy tư, chưa nắm được điểm mấu chốt, nghe câu hỏi của Hồng Quân nhíu mày đáp, chưa có tiến triển. Ta chỉ biết là có người dùng một loại thủ pháp phi thường cao minh thay đổi một số bộ phận rất quan trọng, có thể nói người này thủ pháp rất cao minh. Đúng là vì hắn thay đổi bộ phận đó hoàn toàn xem như là vật chết, nhưng lại có thể duy trì bền bỉ một cái linh hồn không trọn vẹn. Ta dám khẳng định nếu như có thể bổ sung phục hồi bộ phận thiếu mất của linh hồn kia, thực lực của Huống Thiên Minh hẳn là có thể tăng vô hạn đến gần thiên tôn, cũng giống như ngươi và lôi vệ tiên sinh bây giờ. Vô hạn đến gần thiên tôn nữa? Huống Thiên Minh đầu óc hơi đờ đẫn, đây là cái khái niệm gì? Tính ra ở cái không gian này đó quả thực là sự tồn tại vô địch. Dùng vật chết phỏng theo bộ phận linh hồn nữa? Hồng Quân cũng chìm vào dòng suy tư. Một lát sau Hồng Quân hỏi tới, Thu Mi nãi nãi, vậy ngài nói nếu như cả linh hồn đều do thủ pháp như thế cấu thành, có thể sáng tạo một cái sinh mạng sao? Không thể, bởi vì loại thủ pháp này không thể hoàn toàn áp dụng vào cơ chế sinh mạng. Tả Thu Mi trả lời rất khẳng định. Có lẽ thủ pháp như thế áp dụng trên người khôi lỗi, có thể làm cho khôi lỗi có được linh hồn chính mình, có thể tìm hiểu không gian pháp tắc sao? Khôi lỗi ư? Hồng Quân chợt nhớ ra, lúc đầu phụ thân được Khương Lan Gia Gia tặng cho kiếm tiên khô lỗi, không có trí tuệ, không có linh hồn. Sau lại, tại Thiên Ma Yêu Giới kế thừa Mê Thần Điện, lại lấy được khô lỗi trí tuệ do tượng thần Sa Hầu Viên luyện chế thành truyền lại. Đó là phúc bá. Còn hôm nay, phát hiện của Tả Thu Mi đã có thể dùng chút thủ đoạn nào đó thay thế linh hồn thực sự để truyền cấp linh hồn cho khô lỗi. Như vậy, coi như là một con người hoàn chỉnh. Cho dù khô lỗi hoàn toàn lĩnh ngộ được không gian pháp tắc trở thành thần vương, cũng đồng dạng không tính là con người,
bởi vì hắn trước sau không cách nào đạt được linh hồn trí tuệ thực sự, thủy chung không có dấu ấn sinh mạng, không có chân linh. Tà Thu Mi tiếp tục nói, linh hồn như thế chẳng qua là có thể làm cho khôi lỗi đầy đủ hơn, có thể tu luyện, có thể sử dụng linh hồn vay mượn để lĩnh ngộ thứ mà khôi lỗi không thông hiểu được, lực lượng để phối hợp khôi lỗi không có khả năng kết hợp. Khoan đã, chờ một chút. Một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu Hồng Quân. Ngài mới vừa nói linh hồn vay mượn có thể làm cái gì? Tả Thu Mi bị Hồng Quân gọi giật lại, khiến cho sừng sốt, lập tức lặp lại một lần nữa. Linh hồn vay mượn có thể giúp cho khôi lỗi lĩnh ngộ pháp tắc, phối hợp các loại năng lượng. Đây đều là sự việc khôi lỗi lúc ban đầu không thể làm được. Lĩnh ngộ pháp tắc, phối hợp năng lượng ư? Hai câu này không ngừng vang lên trong đầu Hồng Quân. Lĩnh ngộ pháp tắc, phối hợp năng lượng. Khải Linh nói đơn giản nhất, đó là trên vũ khí tăng lên từng đạo trận pháp, để cho việc khống chế hữu hiệu các loại năng lượng của nó, đặt thành một cái tổng thể bao gồm tất cả trong nó. Hồng Quân lại nhớ tới phụ thân và đã từng thấy qua Khải Linh, trận pháp cấp bậc càng cao càng có thể khống chế tốt các loại năng lượng, càng có thể làm cho trận pháp cùng vũ khí dung hợp hài hòa cùng một chỗ. Hiểu rõ rồi, hiểu rồi, thì ra là như vậy, nguyên lai là như vậy. Hồng Quân tự hồ có chút điên cuồng, phấn khích phi thường. Làm sao vậy, có chỗ nào không đúng sao? Tả Thu Mi hỏi. Không có, không có chỗ nào không đúng cả. Thu Mi nãi nãi, câu nói của ngài đã giúp cho ta tỉnh ngộ, ta vốn làm sao mà nghĩ không ra chứ. Hồng Quân phấn khích như trước. Nhưng mà bộ phận linh hồn không trọn vẹn này của Thiên Minh như là có chỗ nào đó có chút khúc mắc, sử dụng bộ phận của kết cấu này thay thế linh hồn so với linh hồn đầy đủ ban đầu có chênh lệch rất lớn. Tả Thu Mi không có suy nghĩ Hồng Quân tới cùng nghĩ tới điều gì, mà vẫn còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể chữa trị linh hồn của Huống Thiên Minh. Ta rốt cục đã thông suốt rồi, thì ra chỉ cách một tờ giấy mỏng chọc thủng qua là đã hoàn toàn hiểu rõ. Hồng Quân trong lòng một lần nữa lào bào hào hứng. Sư tổ, chúng ta trước hết hãy tìm bắt mấy tên thần vương của đệ nhất thần giới, kiếm thứ tội ác tẩy trời là tốt rồi. Hồng Quân đi tới bên cạnh Lôi Vệ nói. Hả, bắt thần vương, vậy thì không có khó khăn gì, chỉ là có lợi ích gì sao? Lôi Vệ không rõ ý tứ của Hồng Quân. Sư tổ, ta nghĩ ta sắp hiểu chỗ then chốt của vấn đề, nếu không xảy ra bất chắc, chúng ta cũng có thể có được vũ khí sánh ngang Hồng Mông Linh Bảo. Tâm tình Hồng Quân lúc này rất khoái chí, hiểu thông được điểm mấu chốt, kế tiếp chính là thí nghiệm. Trong tầng không gian thứ 9, Dịch Bân đang để hết tâm trí vào việc luyện chế vũ khí của chính mình. Dịch Bân là thần vương của đệ nhất thần giới, đồng thời là tông sư luyện khí, hoàn toàn có thể dễ dàng luyện chế thành thượng phẩm thiên thần khí. Khi đó Dịch Bân bị người giết chết tới nơi này, gặp qua vài người sau lại mới biết chính mình thật sự đã chết. Đến không gian này, vốn có lục đạo luân hồi, Dịch Bân cũng giống như rất nhiều thần vương khác, hoàn toàn không nỡ buông bỏ một thân tu vi thần vương của mình. Rất nhanh lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ở không gian này cũng coi như là lần nữa đặt thành thần vương chân chính. Thần vương không có vũ khí là không có năng lực, Dịch Bân là tông sư luyện khí, cũng quyết định luyện chế cho mình một kiện vũ khí. Trận pháp mê thần. Vào thời khắc mấu chốt nhất của Khải Linh, Dịch Bân dùng tới trận pháp cực mạnh mà mình đã lĩnh ngộ được, thất cấp trận pháp mê thần. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Dịch Bân thở phào một hơi. Ha ha, cái thanh thiên thần khí này của ngươi mới vừa luyện chế cũng không tệ đây, còn chưa có nhận chủ sao? Giao cho ta vậy, thế nào? Một đạo thanh âm âm tà truyền vào tai Dịch Bân, đồng thời một bóng người cao gầy xuất hiện trước mặt Dịch Bân. Ngươi lại cướp đoạt vũ khí của người khác sao? Chúng ta cũng đều là thần vương của đệ nhất thần giới mà. Dịch Bân kêu lên. Hắn biết đệ nhất thần giới cùng đệ nhị thần giới đích xác mâu thuẫn khá lớn, nhưng không nghĩ tới bên trong đệ nhất thần giới với nhau đấu đá cũng rất kịch liệt. Đương nhiên, bất quá vũ khí cũng chẳng có phân biệt đệ mấy thần giới cả, ở trong tay ta chính là... Người nọ còn chưa nói xong đột nhiên kêu thảm một tiếng rồi tan biến mất, không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước cả. Vậy là kết thúc sao? Dịch Bân trợn trừng mắt, cũng có chút không tưởng tượng nổi. Trong lĩnh vực tinh thần, Lôi Vệ nhìn tân thần vương cao gầy vừa bắt được, quay sang Hồng Quân bên cạnh nói. Đã 4 tên rồi, không sai biệt lắm chứ? Hồng Quân khom người nói. Đa tạ sư tổ, tạm thời đã đủ rồi. Công Tuân Vũ là tên thần vương cao gầy vừa mới muốn cướp đoạt thiên thần khí của Dịch Bân. Đột nhiên cảnh sắc không gian thay đổi, trước mắt mình đã xuất hiện một lúc mấy tên thần vương.
Công Tuấn Vũ phản ứng đầu tiên, vội vàng Tuấn Di rời khỏi nơi này, không biết rằng nơi đây mới là nguy hiểm nhất. Cái gì? Không gian pháp tắc không thể dùng sao? Công Tuấn Vũ kinh hãi phát hiện chính mình ở nơi đây không cách nào sử dụng không gian pháp tắc. Ha, đã tới lĩnh vực tinh thần của ta mà còn muốn chạy sao? Hãy chấp nhận vận mệnh của ngươi đi. Thân ảnh lôi vệ trong nháy mắt xuất hiện cách đó không xa, cười nói: Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Lôi vệ rõ ràng là dùng Thuấn Di, một thần vương mà không thể dùng không gian pháp tắc thì so với thượng bộ thiên thần cũng không bằng. Bởi vậy, một thiên thần mà chống lại thần vương chỉ có con đường chết. Không liên quan tới ta, ngươi cũng không cần phải quan tâm tới ta làm gì. Không phải ta muốn tìm ngươi tới, tất cả là do ý của hắn. Lôi vệ chỉ sang một bên, vừa dứt lời, thân ảnh Hồng Quân trong nháy mắt xuất hiện tại hướng lôi vệ đang chỉ. Không có gì, chỉ là muốn mời ngươi tới đây giúp bọn ta mà thôi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cái chết mà. Hồng Quân lạnh lùng nói. Hỗ trợ ư, định lừa đứa trẻ 3 tuổi sao? Công Tôn Vũ trong lòng thầm mắng, nhưng lại không dám phát tác. Dù sao bây giờ, cái sinh mạng của mình vẫn đang nằm trong tay của đối phương. Xin hỏi tiền bối, một thần vương nho nhỏ có thể giúp được gì cho ngài đây? Công Tôn Vũ liền cười nói. Hồng Quân cười một tiếng, đoạn nói. Có thể, đương nhiên là có thể rồi. Chỉ cần ngươi phối hợp cho tốt, tự nhiên là có thể giúp ích cho ta nhiều lắm. Công Tôn Vũ mặc dù không biết Hồng Quân cần hắn hỗ trợ cái gì, nhưng đoán chắc là không có chuyện gì tốt cả. Vậy tiền bối, sau khi ta giúp ngài, ngài có thể để ta rời đi không? Rời đi ư? Đúng là làm mơ. Hồng Quân thầm nghĩ, nhưng vì ngừa Công Tôn Vũ liều mạng, thậm chí tự bạo, nên sắc mặt vẫn không đổi, gật đầu. Đương nhiên, mạng nhỏ của ngươi đối với ta chẳng có gì đáng nói. Nếu ngươi cứ phối hợp cho tốt, thì lúc đó tự nhiên có thể rời đi. Công Tôn Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, đoạn cắn răng nói. Được, vãn bối nhất định sẽ tận lực phối hợp với tiền bối. Phản kháng lại chắc chắn sẽ chết, như vậy nói không chừng vẫn còn một con đường sống. Hồng Quân mỉm cười gật đầu. Như vậy tốt hơn nhiều, chỉ cần không phản kháng, hiệu quả linh hồn sẽ càng tốt hơn. Tới nơi ở của Tả Thu Mi, Công Tôn Vũ lại lấy làm kinh ngạc, bởi nơi này lại có 4 thần vương, tất cả đều ở bên cạnh Tả Thu Mi, ngoại trừ một người thân vận Kim Mi, còn lại đều là thần vương đệ nhất thần giới. Đây... Công Tôn Vũ bị chẳng diện trước mắt làm cho có chút bối rối. Sau đây các người chỉ cần làm theo lời yêu cầu của vị tiền bối này là được rồi. Hồng Quân chỉ vào Tả Thu Mi nói với Công Tôn Vũ và 3 người kia. Thu Mi nãi nãi, những người này xin giao cho người, ta đợi tin tức tốt của ngài. Hồng Quân lén truyền thần thức truyền âm cho Tả Thu Mi. Yên tâm, cứ chờ tin tốt của ta. Tả Thu Mi cũng thầm truyền âm cho Hồng Quân. 4 người các ngươi hãy ngồi xuống đi. Tả Thu Mi hướng 4 người nói. Kế tiếp ta cần các ngươi cấp một ít giúp cho ta hoàn thành nghiên cứu. Nếu có người chống lại, kẻ đó sẽ bị giết chết đầu tiên. Tả Thu Mi nói tới đây ra hiệu cho 4 người nhìn vào Huống Thiên Minh. Nhiệm vụ của hắn ở đây là để giám thị các ngươi, hy vọng các ngươi tụ thu xếp ổn thỏa. 4 người đồng thời chỉ thầm, bọn họ không nghi ngờ gì là sẽ chết trong cái không gian quỷ dị này. Người thanh niên vận Kim Mi này có thể nhanh chóng giết chết bọn họ. Thật ra bọn chúng vẫn còn sai lầm ở chỗ, cho dù không ở chung cái không gian này, Huống Thiên Minh vẫn có thể nhanh chóng giết chết bọn chúng. Các ngươi trước tiên hãy buông lỏng tinh thần, nhắm mắt lại, tưởng tượng như lúc mình đang nghỉ ngơi. Tả Thu Mi lên tiếng nói. Nghe theo lời Tả Thu Mi, toàn bộ 4 người đều chiếu theo mà làm. Trong không gian được gia tốc thời gian, Hồng Quân đang cầm trong tay một cái khí phôi đã luyện chế tốt. Khí phôi này thực sự đã là cực hạn của Phi Vân Thạch rồi. Ngũ cấp trận pháp ta xem ra cũng có thể đạt được. Hồng Quân cười một tiếng. Ở cái không gian gia tốc thời gian này đã qua mấy vạn năm, rốt cục cũng đã lĩnh ngộ xong ngũ cấp trận pháp, lại dùng mấy vạn năm thời gian kiểm nghiệm thực tế. Cuối cùng đúng là đã có thể bố trí ra một cái trận pháp ngũ cấp hoàn mỹ. Trận pháp bát nguyên. Tay Hồng Quân nhanh chóng khắc họa lên khí phôi. Khí phôi chớp lên một trận lay động. Trận pháp ngũ cấp tên là bát nguyên đã khởi linh thành công. Một chùm sáng lóe lên, một thanh chiến đao hẹp và dài xuất hiện trên tay Hồng Quân. Quả nhiên, trải qua khởi linh bằng ngũ cấp trận pháp, từ Phi Vân Thạch đã có thể luyện chế hạ phẩm thiên thần khí rồi. Hơn nữa phẩm cấp cũng gần đạt tới trung phẩm thiên thần khí. Hồng Quân đối với đạo trận pháp và luyện khí mà nói đều có thiên phú rất cao, bất luận là lĩnh vực nào đều có năng lực lĩnh ngộ còn tiến bộ một cách thần tốc. Cái gì cũng muốn vượt qua Tần Vũ năm xưa, nếu phải nói về tốc độ tu luyện, Tần Vũ trong kỷ vạn năm đã trở thành Hồng Mông trưởng khống giả,
Tốc độ như vậy, đừng nói Hồng Quân, bất kỳ kẻ nào cũng không thể đạt được tốc độ cao như thế. Tiểu Sương, tốt rồi, ngươi mau đến xem. Chợt, thanh âm của Tả Thu Mi vang lên trong đầu Hồng Quân. Không ngờ lại nhanh đến vậy. Hồng Quân kinh ngạc nói, hắn đang trong không gian gia tốc thời gian, mặc dù đã qua ngàn năm, nhưng bên ngoài cũng chỉ mới qua mấy năm mà thôi. Bốn cái linh hồn thần vương chẳng lẽ đã lấy ra hết rồi sao? Đi, phải tới xem mới biết được. Thu Mi nãy nãy. Tiếng Hồng Quân vừa dứt, người đã xuất hiện bên cạnh Tả Thu Mi và Huống Thiên Minh. Tả Thu Mi mỉm cười. Tiểu Sương, ngươi nhìn xem. Vừa nói, hai tay mở ra. Trong lúc đó, bốn cái bóng người nhỏ xíu đang nhắm mắt bị rút ra chân linh, vậy mà trên mặt vẫn còn bộ dạng an tường một loạt. Thật hoàn hảo, một điểm phá hư cũng không có. Hồng Quân khen, trên tay Tả Thu Mi mở ra đúng là bốn linh hồn thần vương, không có bị hư phá chút nào, cũng không có chút bất an. Cũng cần nói rõ, bọn họ đang ở trạng thái cực kỳ an tĩnh khi bị lấy ra linh hồn. Cũng nhờ bọn họ phối hợp, đương nhiên có sự uy hiếp của Thiên Minh ở bên cạnh cũng tạo ra tác dụng rất lớn. Tả Thu Mi nói, đa tạ Thu Mi nãi nãi, đem bọn họ giao cho ta đi thôi, nói không chừng ta sẽ cấp cho bọn hắn một vài điểm vui mừng. Hồng Quân rất tự tin nói, trước tiên ngươi cứ mang đi, ta vẫn còn muốn tiếp tục nghiên cứu linh hồn của Thiên Minh. Nếu như có thể trả lại cho hắn diện mạo vốn có, ta nghĩ đối với việc nghiên cứu về linh hồn của ta cũng có thể đề cao thêm một tầng nữa. Tả Thu Mi cũng cười nói theo. Mặc dù lần này chưa có tiến triển gì, nhưng người tu chân vốn có năm tháng vô tận, bà cũng tin tưởng sẽ có ngày mình thành công. Trước hết bắt đầu từ ngươi đi. Hồng Quân dùng tay trái cẩn thận kéo một cái linh hồn thần vương, tay phải cầm lấy một kiện khí phôi đã luyện chế tốt, tự nhủ, hy vọng phán đoán của ta là chính xác. Hấp. Hai tay Hồng Quân khống chế đem nguyên anh, linh hồn và khí phôi bắt đầu không ngừng dung hợp với nhau. Bài xích lẫn nhau ư? Hồng Quân chau mày. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ phán đoán của ta là sai lầm ư? Không đúng, nhất định là vẫn còn có chi tiết nào đó chưa nghĩ tới. Hồng Quân ngừng lại, cũng không tiếp tục cưỡng chế hai linh hồn còn lại dung hợp. Mỗi một lần sai lầm thì có thể sẽ bị mất đi một cái tài liệu chân quý. Khởi linh hay chính là phụ gia trận pháp, dùng trận pháp để điều chế các loại năng lượng, từ đó làm cho vũ khí trở thành một trình thể trọn vẹn. Trừ phi tài liệu không thể thừa nhận được mức độ phức tạp của trận pháp. Nhưng dù có vậy thì cũng không nên có hiện tượng bài xích mới phải. Chẳng lẽ là bởi vì linh hồn này không được ư? Rốt cuộc là đã thiếu sót cái gì? Tại Thiên Tôn Thành, trong phòng Chu Viêm. Chu Viêm Thiên Tôn, thanh chảm không kiếm này đã đến lúc nên trả lại ngài. Lưu Quang hai tay nâng chảm không kiếm đưa cho Chu Viêm. Cho đến bây giờ, Lưu Quang đối với Chu Viêm vẫn rất kính trọng. Lưu Quang huynh, huynh sau khi trở thành Thiên Tôn, đây là lần đầu tiên đến chỗ này của ta. Vậy chảm không kiếm này cũng không nên quá coi trọng. Nếu Lưu Quang huynh thích, hoàn toàn có thể lưu lại. Chu Viêm xưng hô đối với Lưu Quang cũng đã biến thành Lưu Quang huynh. Đây là vì cao thủ đồng cấp thì cần phải tôn trọng nhau. Lưu Quang cũng cười một tiếng nói. Chu Viêm Thiên Tôn, mặc dù Lưu Quang đã thành Thiên Tôn, nhưng đối với ngài vẫn khâm phục từ đáy lòng. Ít nhất với việc ngài luyện chế thanh chảm không kiếm này, ta cũng phải nghiên cứu rất lâu mới hiểu rõ được. Sáng tạo ra phương pháp luyện chế độc đáo như vậy thật đã đủ để cho Lưu Quang phải kính phục rồi. Ồ, thì ra Lưu Quang huynh đã hiểu rõ bí mật của chảm không kiếm. Không ngờ, không ngờ à. Chu Viêm liên miệng khen. Hiểu rõ và sáng tạo thì có khoảng cách rất lớn. Đúng rồi, Chu Viêm Thiên Tôn, nghe nói Chu An Thiên Tôn của đệ nhị thần giới tu vi không còn, có đúng đã đầu phục ngài hay không? Lưu Quang nhỏ giọng hỏi. Đó là lẽ đương nhiên. Không dối Lưu Quang huynh, Chu An nguyên là hài tử của ta. Chu Viêm cười nói. À, nhưng sao Chu An này rõ ràng là người của đệ nhị thần giới mà. Lưu Quang có chút không giải thích nổi. Lúc đầu là hắn phản bội ta, đi theo Lâm Bông, rồi mới có địa vị lôi phạt thiên tôn ở đệ nhị thần giới. Chu Viêm nói, vẻ mặt có chút buồn phiền. Nguyên lai là vậy, ta vốn còn băn khoăn, Chu An này không nghĩ được hắn lại là người của ngài. Vậy trước tiên xin chúc mừng Chu Viêm Thiên Tôn. Lưu Quang nói. Lưu Quang huynh, kỳ thực huynh cũng không nên lo lắng, dù sao chúng ta cũng không phải địch nhân sinh tử. Trong lời nói của Chu Viêm làm như vô tình nói ra. Đương nhiên Lưu Quang cũng tự biết mình tất nhiên không dám đối địch với Chu Viêm Thiên Tôn. Nếu có thể còn hy vọng được hòa hảo với Chu Viêm Thiên Tôn nhiều hơn. Như vậy ở vô danh không gian này, tiểu đệ cũng còn có thể được chia sẻ một chén canh.
Chu Viêm cười một tiếng. Cái này đương nhiên là vậy rồi, vậy thanh trảm không kiếm này ta hãy thu về vậy. Dứt lời vung tay một cái, thu vào tay thanh trảm không kiếm có thể sánh ngang với Nhất Lưu Hồng Bông Linh Bảo ấy. Tiểu đệ còn phải tiếp tục tìm kiếm nơi hạ lạc của Tần Tư cùng Hồng Quân, mặc dù không còn cần tìm Linh Bảo, nhưng mối sỉ nhục kia không rửa không thể quên được. Lưu Quang đứng dậy cáo từ. Chu Viêm đảo mắt. Nếu là vậy, mong rằng khi Lưu Quang huynh lấy được Hồng Bông Linh Bảo, có thể tặng cho Chu Mỗ một kiện, Chu Mỗ vô cùng tạ ơn. Được, chuyện nhỏ, Chu Viêm thiên tôn, Lưu Quang xin cáo từ. Lưu Quang trong tâm đã không còn ham muốn với Hồng Mông Linh Bảo. Tại thời điểm hắn trở thành thiên tôn đã không hề muốn rồi. Có lẽ chỉ có thiên tôn Linh Bảo mới có thể hấp dẫn nổi hắn. Đợi Lưu Quang đi rồi, Chu Viêm mới mở một cái khe không gian, bên trong một thanh trường kiếm cùng một cá linh hồn đang chậm rãi tương hợp. Một khi xảy ra gián đoạn, cần phải có không ít năng lượng màu xám tinh thuần bổ sung vào đó để cho quá trình dung hợp diễn ra liên tục. Không biết sau khi dung hợp với linh hồn thiên tôn, vũ khí sẽ đạt tới đẳng cấp nào đây. Cũng trong lúc đó, luyện chế Hồng Mông Linh Bảo sau khi thối hóa sử dụng Hồng Mông linh khí để dung hợp vào bản thân vũ khí, cuối cùng tự chủ vận dụng khởi tạo linh hồn. Hồng Quân cẩn thận suy nghĩ tìm hiểu, tức là không có Hồng Mông linh khí, bản thân vũ khí cũng có thể dùng trận pháp khải linh. Chẳng lẽ suy đoán của ta hoàn toàn sai lầm rồi ư? Linh hồn hoàn toàn không cách nào dung nhập vào vũ khí, căn bản không thể thay thế tác dụng phối hợp của trận pháp sao? Trong khí phôi này thì thêm một ít năng lượng màu xám, cho dù không thể dùng linh hồn để luyện chế, hẳn là cũng có thể tăng lên đẳng cấp của vũ khí. Chẳng qua không biết Phi Vân Thạch này có thể tiếp nhận năng lượng màu xám hay không. Hồng Quân trong lòng chợt nghĩ tới, phất tay một cái, một khối năng lượng màu xám rất tinh thuần xuất hiện tại trước mắt. Thử xem người rốt cuộc có thể tiếp nhận bao nhiêu năng lượng đây. Vù vù, khối năng lượng màu xám kia trong nháy mắt vây quanh kiện khí phôi vừa rồi. Màu xám năng lượng tinh thuần từng chút một dung nhập vào khí phôi. Bang, một tiếng vang giòn tan, khối năng lượng màu xám vừa mới dung nhập vào không được 1%, khí phôi kia bất thình lình lổ tung ra. Năng lượng ít như vậy căn bản không tạo ra được hiệu quả gì. Hồng Quân nhíu mày, cũng không vì hao phí một kiện khí phôi khá tốt mà chán chường mất lòng tin. Đây đúng là nguyên liệu Phi Vân Thạch tốt nhất sao? Hồng Quân nhớ lại quá trình luyện chế khí phôi cùng với tôi luyện, có thể nói bất luận là quá trình từ chiết xuất nguyên liệu phối hợp hay là tôi luyện cũng đều được thực hiện một cách tốt đẹp. Bất luận độ dẻo dai, độ cứng rắn cũng đều đã đạt tới cực hạn, tưởng muốn nâng cao thêm nữa cũng rất khó khăn. Được, lại tiếp tục thí nghiệm lần nữa. Hồng Quân vừa chép miệng vừa đưa tay cầm lấy một kiện khí phôi, trong tay đồng thời xuất hiện một khối nhỏ năng lượng màu xám tinh thuần. Nếu không nhầm, đây đã là giới hạn mức độ chịu đựng của Phi Vân Thạch rồi. Tốt, để ta xem còn gì nữa đây. Năng lượng màu xám bao chung quanh khí phôi không ngừng dung nhập vào. Thần thức của Hồng Quân vẫn liên tục quan sát. Khi khí phôi hòa hợp với năng lượng màu xám trở nên càng lúc càng cứng rắn hơn, hồi lâu sau năng lượng màu xám tất cả đã hoàn toàn kết hợp với khí phôi. Trận pháp bát nguyên khải linh. Hai tay của Hồng Quân không ngừng khắc họa, đem cái trận pháp vô cùng phức tạp kia khắc vào trong kiện khí phôi này. Thành công rồi. Hồng Quân hết sức mừng rỡ, mặc dù chưa biết đẳng cấp vũ khí ra sao, nhưng dù sao cũng là tâm sức nỗ lực của mình. Ồ, đã đạt tới đẳng cấp trung phẩm thiên thần khí sao? Lại còn có hiệu quả đặc thù. Hồng Quân tự cười giễu một tiếng nói, vậy mà vũ khí hạng trung này có thể dẫn đến hiệu quả đặc thù kém cỏi nhất ư? Tiểu Sương, mau ra đây, tìm được thứ tốt rồi. Đột nhiên thanh âm của Lôi Vệ vang lên trong đầu Hồng Quân. Vù, thuấn di chuyển đi, thân ảnh Hồng Quân thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh Lôi Vệ. Sư tổ, thứ gì tốt vậy? Ha 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 ha, Tiểu Sương, không uổng công chúng ta nhiều năm đi vòng quanh như vậy. Qua dò xét của ta, phía trước cách đây không xa có một ngọn núi. Trong núi có một khối quặng mỏ đặc thù cao hàng trượng. Cụ thể là cái gì ta cũng chưa nhìn thấy qua. Chẳng qua phẩm chất của nguyên liệu dứt khoát so với Lưu Vân Kim và Huyền Thiên Thạch phải tốt hơn. Lôi Vệ vừa cười lớn vừa nói. Mấy năm nay trình độ luyện khí của Hồng Quân một mực tăng lên. Mặc dù đến bây giờ làm ra loại tốt nhất cũng chỉ là hạ phẩm thiên thần khí, nhưng trong lòng Lôi Vệ biết rõ nguyên nhân này rất lớn là do phẩm chất của nguyên liệu Phi Vân Thạch thực sự quá kém. Thật sự? Hồng Quân đôi mắt sáng ngời. Thật tốt quá, sư tổ, chúng ta mau mau đi tới đó đi. Thần thức của Hồng Quân trong nháy mắt xuyên qua lĩnh vực tinh thần, theo hướng Lôi Vệ đã nói dò xét qua.
Ồ, trong phạm vi này lại còn có Lưu Vân Kim và Huyền Thiên Thạch ư? Trời ạ, đây không phải là một cái kho báu ư? Lôi Vệ lại lần nữa liếc mắt nhìn, phát hiện ngoại trừ cái khoáng thạch không biết tên kia, sơn mạch này còn có một lượng lớn Lưu Vân Kim và Huyền Thiên Thạch. Thần thức của thần vương mặc dù không cách nào bao trùm cả tầng không gian thứ 9 này, nhưng thiên tôn thì hoàn toàn có khả năng. Cái loại địa phương như vậy hẳn là sẽ không chừa lại mới đúng. Không đúng, có điều kỳ lạ. Lôi Vệ khống chế lĩnh vực tinh thần trong nháy mắt ngừng lại, thần thức tiếp tục mở rộng ra khắp bốn phía. Thần thức của Hồng Quân vẫn một mực ghi vào mỏ khoáng ấy, tính toán, thiếu điều chảy nước miếng. Sư tổ, chúng ta còn chờ gì, mau đi lấy các loại khoáng thạch kia mang về. Hồng Quân cũng phát hiện lĩnh vực tinh thần đã ngưng chuyển động. Tiểu Sương, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Một cái kho báu nhiều vô số như vậy, rành rành bỏ tại đây mà không có ai phát hiện ra. Lôi Vệ cười nói. Ồ, đúng vậy. Hồng Quân được Lôi Vệ nhắc nhở, cũng trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Chẳng lẽ là có người cố ý bày ra bẫy dập ư? Hồng Quân nói. Vậy cũng không phải. Lôi Vệ nói tiếp. Chúng ta chỉ sợ cũng không chiếm được món kho báu này. Tại sao? Hồng Quân cũng không có suy nghĩ nhiều, chủ yếu là sức thu hút của số bảo tàng này đối với hắn quá lớn. Mở rộng thần thức của ngươi, quan sát một chút sẽ biết thôi. Cái chỗ này có một món bảo tàng cũng không có gì là lạ. Lôi Vệ vừa cười vừa nói. À, để ta xem thử xem. Lôi Vệ nói xong, Hồng Quân mới bắt đầu mở rộng thần thức của mình. Lúc này cũng vì quá mức chú ý khoáng thạch không quan sát kỹ. Chuyện gì xảy ra vậy? Cái vòng xoáy thật lớn trên bầu trời kia là cái gì vậy? Chẳng lẽ đây chính là lục đạo luân hồi ư? Hồng Quân kinh ngạc phát hiện ra trên bầu trời cách ngọn núi kia khoảng hơn 2 vạn dặm nổi lơ lửng một cái vòng xoáy quỷ dị thật lớn. Cùng ở trung tâm vòng xoáy có 6 tầng không gian đan xen nhau, cả vòng xoáy đều đang không ngừng quay tròn. Cái hình thể này cùng với cái lục đạo luân hồi trước đây đại ca hắn nói qua tựa hồ một dạng như nhau. Chẳng qua lục đạo luân hồi này không phải là không thể dùng thần thức dò xét được sao? Lôi Vệ nghe được lời của Hồng Quân tức thì ngẩn người kinh ngạc hỏi. Tiểu Sương, ngươi thực sự có thể dùng thần thức quan sát lục đạo luân hồi ư? Lôi Vệ đã ở không gian này rất lâu, nhưng cho tới bây giờ cũng không nghe nói qua có người nào có thể dùng thần thức dò xét lục đạo luân hồi. Đúng, đúng vậy. Ta cũng nghe nói qua lục đạo luân hồi không thể dùng thần thức dò xét. Ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra nữa. Hồng Quân cũng kinh ngạc há hốc mồm. Dù sao ở trong lịch sử của tầng không gian thứ 9 không cách nào dùng thần thức dò xét lục đạo luân hồi. Điều này đã thành một cái định luật, cho tới bây giờ chưa có người nào phá vỡ được. Sư tổ, ta muốn đi coi thử. Hồng Quân đột nhiên nghiêm túc nói. Cái gì? Không được, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm như vậy được. Lực hút của lục đạo luân hồi không phải ngươi một tên thần vương có thể chống lại được đâu. Ngươi mà đi tới cũng chỉ có thể bị cuốn vào trong luân hồi thôi. Lôi Vệ rất là dứt khoát, không chấp nhận ý muốn của Hồng Quân. Trước đây cũng chưa có người nào có thể dùng thần thức dò xét lục đạo luân hồi phải không? Hồng Quân tự tin cười một tiếng nói. Yên tâm đi sư tổ, người khác thì không thể, không có nghĩa là ta không có khả năng. Ngài đừng quên, thời gian với không gian pháp tắc tại vô danh không gian này ta cũng có thể bất chấp, không thèm để ý tới. Càng huống chi ta còn có Hoa Liên phân thân. Có được Hoa Liên phân thân, Hồng Quân hoàn toàn có thể lưu lại một phần linh hồn trong lĩnh vực tinh thần. Một khi chính mình thực sự bị cuốn vào vòng luân hồi, vậy một nửa linh hồn kia cũng có thể sử dụng năng lượng màu xám khôi phục bản thể của mình. Chẳng qua nếu như vậy, linh hồn của mình sẽ bị thiếu đi một nửa. Lôi Vệ trầm mặc cẩn thận suy nghĩ một chút, Hồng Quân nói cũng không phải không có đạo lý. Được rồi, Tiểu Sương, bất quá nhất định phải cẩn thận. Nếu như không thể làm, ngàn vạn lần không nên gượng ép, ý mạnh. Ta biết rồi, sư tổ. Lĩnh vực tinh thần của ngài ở chỗ này là được. Lấy được những khoáng thạch này, ta sẽ trở lại. Hồng Quân cười cười nói, lập tức thân ảnh chợt lóe ra khỏi lĩnh vực tinh thần. Đã lâu rồi không có hít thở không khí của tầng không gian thứ 9. Lưu Quang, ngươi thật sự ép bức ta đến thảm rồi. Ra khỏi lĩnh vực tinh thần, Hồng Quân cảm khái lẩm bẩm nói. Một khi bước vào trong phạm vi 3 vạn dặm của lục đạo luân hồi, ngay cả thần vương cũng không có khả năng chống lại lực hút sắc bén của lục đạo luân hồi. Chẳng qua lục đạo luân hồi từ hồ chỉ đối với sinh vật có linh hồn mới có lực hút. Đáng tiếc ta không biết phương pháp luyện chế khô lỗi. Hồng Quân trong lòng nghĩ tới, thân ảnh không ngừng nhoáng động, trong nháy mắt đã tới bên ngoài phạm vi 3 vạn dặm của không gian luân hồi. Dùng thần thức lần nữa quan sát cái vòng xoáy quỷ dị kia cũng chưa phát hiện cái gì đặc biệt.
tiến vào một bước nữa, cho dù là thần vương cũng không chống lại được lực hút này sao? Hồng Quân hơi do dự một chút, cũng hơi lo lắng. Lỡ ra thật sự giống như trong truyền thuyết, chính mình bước vào một bước bên trong giới hạn 3 vạn dặm, có thể sẽ bị hút vào trong lục đạo luân hồi. Cũng chỉ là một bước tới một bước, dù sao trong Hoa Liên phân thân còn có một nửa linh hồn của ta, nhiều nguyên liệu hảo hạng như vậy, làm sao cũng phải liều mạng một phen. Hồng Quân hạ quyết tâm, chân trái xoải bước đã bước vào bên trong phạm vi 3 vạn dặm của lục đạo luân hồi. Lực hút thật mạnh. Vừa mới bước vào giới hạn 3 vạn dặm của lục đạo luân hồi, Hồng Quân đột nhiên cảm nhận được một cỗ hấp lực thật lớn, mặc dù dùng toàn lực chống lại nhưng vẫn bị cỗ lực lượng sắc bén kia kéo đi. Thân thể từng chút rời khỏi mặt đất, mặc dù tốc độ rất chậm nhưng quả thực đang từ từ nhích dần tới vòng xoáy lục đạo luân hồi. Quả nhiên là lợi hại, hấp lực này đích xác không phải thần vương có thể chống lại được, hơn nữa không gian pháp tắc cũng không thể sử dụng được. Hồng Quân rõ ràng cảm giác được không gian xung quanh đang không ngừng biến hóa. Đừng nói người không thông hiểu không gian pháp tắc nào khác, cho dù là người có tư chất thiên phú, có thể trong mỗi ngày lĩnh ngộ một cái không gian pháp tắc hoàn toàn mới, đối mặt với cái không gian này mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa, cũng giữ dứt khoát là đành chịu bó tay. Thử dùng cách này thử xem. Hồng Quân trong lòng vừa động, thân thể trong nháy mắt biến mất. Đây thực ra không phải thuấn di, mà là Hồng Quân hoàn toàn đem thân thể mình chuyển đổi thành năng lượng màu xám tản mát ra, còn linh hồn cũng an nhiên dừng lại tại chỗ. Lục đạo luân hồi này cũng thật kỳ quái, không có thân thể, chỉ riêng linh hồn đơn độc cũng không có hút lấy. Hay là do linh hồn của ta không nguyên vẹn đây? Hoặc giả bởi vì ta đem linh hồn chân chính lưu lại ở Hoa Liên phân thân? Hồng Quân buồn bực nói. Mặc kệ chuyện như thế nào, dù sao xem ra ta cũng hoàn toàn có thể dừng lại tại vùng phụ cận của lục đạo luân hồi, vậy là đủ rồi. Trong lục đạo luân hồi, một bộ phận linh hồn đang bồng bềnh bay khắp nơi. Không lâu sau đã tới dưới ngọn núi có vô số khoáng thạch đó. Lưu Vân Kim, Huyền Thiên Thạch, còn có khoáng thạch không biết tên nhiều như vậy, Hồng Quân nhìn mà phát thèm. Sau này không cần lo thiếu nguyên liệu luyện khí nữa rồi. Hồng Quân trong lòng vừa động, một cái thân thể hoàn toàn mới tinh trong nháy mắt xuất hiện, đồng thời hai tay không ngừng kết thủ ấn. Một cái không gian thuộc về Hồng Quân rất nhanh xuất hiện. Lúc này, cho dù Hồng Quân dùng toàn lực chống lại lực hút của lục đạo luân hồi, nhưng vẫn bị lực hút sắc bén kia kéo đi rất xa. Cứ lần nữa lại giải tán thân thể, linh hồn lại tới gần, ngưng kết lại thân thể, vung tay lên, cả ngọn núi được Hồng Quân lần lượt thu chọn vào trong cái không gian của chính mình. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.